Thưa quý vị, việc người dùng tài khoản ngân hàng chuyển tiền bị lỗi, thậm chí nhiều khi là do lơ là, mất tập trung mà chuyển khoản nhầm cho người lạ không phải hiếm gặp, nhất là với người có tuổi. Trường hợp một người đàn ông 73 tuổi mới đây ở Hà Nội, một lần nữa là bài học cảnh giác cho mỗi chúng ta. Vâng ạ, à, chuyển 500 triệu đồng cho con trai, nhưng mà do thao tác trên điện thoại nên người đàn ông này đã chuyển nhầm vào tài khoản của một thanh niên khác. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, nhưng đối tượng thì đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú. Cụ thể Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin truy tìm nghi phạm là Hoàng Việt Anh, sinh năm 1992 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, thường trú ở Bình Ba, Châu Đức, Bảo Hiệp, Vũng Tàu, về hành vi chiếm giữ tài sản của một người đàn ông 73 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại. Theo đơn trình báo, ngày 1 tháng 9 năm 2023, người đàn ông trên có chuyển 500 triệu đồng cho con trai nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của Hoàng Việt Anh sau đó gia đình ông liên lạc nhiều lần với việt anh nhưng đối tượng đã sử dụng hết số tiền trên nên không trả lại cho ông Công an quận Thanh Xuân cũng nhiều lần thông báo yêu cầu Hoàng Việt Anh hoàn trả lại số tiền cho nạn nhân, nhưng đối tượng thì cố tình không trả và bỏ đi khỏi nơi cư trú. Để phục vụ cho công tác điều tra, công an quận Thanh Xuân quyết định truy tìm Hoàng Việt Anh.